Đây là miệng của căn hầm nằm ngay bên dưới phòng khách căn nhà của ông Đỗ Văn Căng, biệt danh là Ba Mũ, tại địa chỉ 183 xuyệt 4 đường 3 tháng 2 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Dù diện tích chỉ vẹn vẹn chưa đầy 4 mét vuông, nhưng ông Căng phải đào đắp và xây dựng ròng rã suốt 25 ngày đêm. Tức là một mình ông cụ ở trong nhà, tức là để khóa trái cửa lại xong rồi cứ thế mà đào. Rồi còn cái lại cái số đất mà đào lên được á thì ông cụ là cứ bao nhiêu cụ đổ xuống xuống dưới cái đằng sau đó. Xong rồi là ông cụ là chát xi măng lại. Theo bà Liên, vì diện tích hầm không lớn nên chỉ chứa được 50 kg thuốc nổ cùng 7 khẩu súng AK, 21.000 viên đạn và một khẩu súng ngắn. Tuy nhiên để vận chuyển được bằng ấy số vũ khí về hầm cũng là một quá trình. Vì ở đây là ngay trước mặt công an, là quân cảnh này nọ kia của tụi nó ngồi đầy, trong nhà mình nó cũng ngồi nữa chứ không phải riêng gì ngoài. Thành ra là khi chở đó thì chỉ chở có mình thôi. Ông cụ mới lấy cái xe băng gác chuyển bằng ngày, nhưng mà rã vũ khí ra để đưa xuống dưới thì là ban đêm mới rã. Do người đến nhận vũ khí bị thương nên số vũ khí chưa thể giao cho bộ đội và căn hầm vẫn được bảo vệ nguyên vẹn và giữ bí mật cho đến ngày giải phóng miền Nam. Đến năm 1988 được công nhận là di tích lịch sử văn hóa.